Này chị nào Vân? Marry me, I'm single. Thì mình là một cái vị khách đến đây, mọi người nói làm sao nhỉ? Mọi người có thể sẵn sàng là coi như là coi mình là chồng được luôn đấy. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang ở Opugo. Đây là một cái tỉnh ở miền nằm phía miền Bắc của Namibia và cũng cách biên giới Angola là chỉ có vài chục cây thôi các bạn. Thì trong cái tập hôm nay là mình sẽ đi vào trong một cái bộ lạc là bộ lạc Himba ở Namibia. Thì bộ lạc này rất thú vị nên là hôm nay mình đã phóng xe là phải 700-800 cây từ buổi sáng, từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ. 1.000 cây không phải là 700-800 cây các bạn ạ. Đấy thì bây giờ trước khi đến cái bộ lạc đấy nó để mà khám phá xem nó như thế nào thì mình sẽ đi vào trong cái siêu thị này đây. Mình sẽ vào cái gọi là spa đây. Ở trong này người ta có bán những cái đồ đạc, đồ ăn đấy. Trên đường đến cái thị trấn này đây thì mình có gặp cô này đây. Thì cô ấy có thấy mình và kiểu như là khách du lịch chứ. Thì nói chung là khách du lịch đến đây thì thường là đi vào trong cái bộ lạc trong đấy. Nên là cô ấy biết được và cô có ngỏ ý muốn dẫn mình vào trong cái bộ lạc đây. Bây giờ mình đã sẽ đi cùng cô này và để mua ít đồ xem là cô biết trong bộ lạc người ta cần cái gì để mình có thể mua. Trời khá là nóng. Đi về cái chỗ bữa trước mình ở Swakopmund thì buổi chiều gần biển thì nó mát mà lên trên này nóng thật đấy. Cũng có thể cô là người trong bộ lạc các bạn đây. Cô bán đồ như thế này cùng mấy mọi người đây này, nhưng mà tiện thấy mình ở đây là cô bắt khách, cô thu dọn đồ đạc. Không, cô đi về cùng với mình luôn. Đến thị trấn đây là cũng kiểu như là có mấy người trong bộ lạc đến đây này các bạn. Các bạn nhìn bên phải kia chưa? Thì hello. I'm fine, how are you? Good. Đây như mấy em gái đằng sau kia kìa. Thì em ấy chắc là cũng từ bộ lạc lên đây chơi đã. Thì giờ mình sẽ thử đi vào trong trong làng, trong bộ lạc của các em đấy xem như thế nào nhá. Đấy, các bạn thấy không, mình đã đi nhiều bộ lạc nhưng mà chưa thấy cái bộ lạc nào mà người ta vẫn kiểu như là gần cái chỗ mà thị trấn này nhưng mà người ta vẫn giữ nguyên được cái truyền thống ấy, từ cách ăn mặc cho đến quần áo. Người ta mặc cái đồ quần áo người bộ lạc, người ta vào trong siêu thị lớn này người ta mua đồ bình thường. Rất thú vị. Đây là một cái điểm khác biệt là mình chưa thấy bộ lạc nào đấy. Okay, đầu tiên là 20kg là bột mì các bạn ạ. Hello. 2 cân đường. And you also from the, you are Himba. Himba. Yeah. If you find Himba and Hereros, yeah, we don't have this 40. Okay, yeah. You believe it, huh? Yeah, when we are 11 years. Yeah. So that's village today we go, is it your home? Your home, yeah? No, not my home. It's just my family is not that bad. My family is very far. Ah, 180 kilometers. Yeah, that's for Kuka Falls. Hello. How are you? Lama. Ah, beautiful. Ayo, angkai. Ina jo mina himari angkabi. À, chính đây là có bột mì và ít bánh mì này, ít kẹo này, ít nước cam này và một ít gia vị này và ít nước lọc. Nước lọc thì mình để mang cho mình uống ở trong đấy, và đường và bơ nữa. Thì các bạn thấy là nhiều cái bộ lạc khác mà mình đi ấy thì người ta cái món ăn chính của người ta là cái bột mì các bạn. Những cái bột còn lại là ví dụ như thịt thà các thứ thì người ta chỉ để cho những cái ngày lễ, ví dụ như là lễ lớn thì người ta mới thịt người ta ăn thôi các bạn. Mình đã tới ngôi làng của bộ lạc Himba này. Ở đây cũng có nhiều khách du lịch người ta đến tham quan nữa các bạn.
Chỗ này mọi người bán những cái đồ hàng hóa lưu niệm ở đây. Đây, lúc mọi người đang ngồi ngoài kia khách đến thì đây là chú này là chú ấy, trưởng gọi là trưởng của bộ lạc ở đây. Đằng xa kia mọi người đang nhảy thì đây những cái đồ đạc người ta bán ở đây các bạn. Có rất nhiều những cái đồ kiểu như là thủ công ở đây này. Đây, những cái người phụ nữ trong bộ lạc là có làm những cái điều nhảy đấy để chào những cái vị khách mà vừa mới tới trước mình đấy các bạn. Thì bây giờ mọi người chỉ nhảy một tí như vậy thôi là xong rồi các bạn. Bây giờ mình tranh thủ để mình cho các bạn đi tham quan một vòng chỗ này nhá. Trong làng này sống thì cũng có những cái bộ lạc khác, như một bạn này đây là cũng thuộc bộ lạc khác này. Mọi người đều tập trung sống quây quần với nhau. Và khi mà bán hàng đây mình thấy là hỏi ra là có 3 bộ lạc đang sống ở đây. Phần lớn thì trong làng này là người bộ lạc Himba, và mái tóc đặc trưng nhất để nhận diện ra người Himba là đây, mái tóc bôi đầy đất sét này. Bữa trước khi mà mình ở Ethiopia thì mình đi vào cái chỗ mà gọi là thung lũng Omo đấy. Thì ở đó có những cái bộ lạc mà người ta kiểu như là không bao giờ nhìn mặt nhau luôn ấy. Người ta có thể là kiểu nước sông không phạm nước giếng ấy. Bộ lạc này sống ở đây thì bộ lạc khác không thể nào mà đến đó để có thể là sinh sống ở đấy. Nhưng mà khi đến đây thì mình lại thấy một cái khác là mọi người có 3 bộ lạc ở đây thì mọi người có sống chung với nhau là bình thường các bạn ạ. Và bây giờ là hơn 5 giờ chiều nhưng mà đến đây là mình chỉ thấy phụ nữ ở nhà thôi. Chỉ ngoài cái chú mà làm trưởng bộ lạc ở đây thì chú ở nhà. Còn lại thanh niên rồi đàn ông mình không biết là đi đâu hết rồi các bạn. Không biết là mọi người đi làm xa chưa về, hay là hôm nay không về hay như thế nào không biết. Nhưng mà hôm nay là mình có ý định mình ở đây này. Và mình cũng không biết là mình sẽ ở đâu đây. Tại vì vừa nãy là đến lúc chiều cái là có một chị bảo là chị muốn dẫn mình đi vào trong này ấy, làm tour guide cho mình ấy. Đấy, nhưng mà nên là cái đồ đạc kiểu như là cắm trại như bữa trước mình đi tour ở Ethiopia thì không có. Thì chắc là tối nay mình sẽ ở trong một cái nhà nào đó ở người bộ lạc ở đây. Rất thú vị đấy các bạn. Như đây có mấy cái chai dầu ở đây thì các bạn có thể thấy là như cái bạn đằng trước mình là bạn ấy rót đều vào một cái ở đây. Đấy, chia cho từng người chút dầu để về nấu ăn. Đấy, sống khá hài hòa với nhau các bạn. Quần áo truyền thống của người bộ lạc Himba thì các bạn thấy là đấy, ngoài mái tóc và thì cái quần của mọi người sẽ dùng bằng da thú đây, hình như con da con dê đấy các bạn. Còn đâu những những bạn vừa nãy bộ lạc khác thì cái quần sẽ bằng vải. Đây, như chị này đây, bộ lạc khác thì quần là mặc vải. Bác trưởng bộ lạc đang đẽo cái gậy, kiểu như cái gậy để chống đây các bạn. Để cho các bạn xem qua nhà nhá. Thì nhà đây mình thấy là cũng ok đó, cũng kiểu như là đẹp đẽ hơn nhiều bộ lạc khác ấy. Đấy, như nhà này đây này, đắp vào nhìn cũng mịn, cũng đẹp. Trên thì làm bằng cái que gì đó. Đây, cho các bạn vào xem đây, một nhà của người Himba đây. Đấy, mình nhìn đoán là người của Himba là mình thấy trong này có cái váy này các bạn. Đấy, các bạn thấy cái váy này chưa? Đấy, chỉ bộ lạc Himba mới mặc cái váy kiểu như da dê này thôi. Đấy, trong này có cái gì? Có cái nệm này, có chăn này. Có cả chai bia đây này. Trong kia có cả sách này. Tối ngủ đây, chết rồi. Tối nay mình ngủ đây không có lều trại. Trải nghiệm khá hay đây. Những cái lần trước là mình đi thì vào ngủ cùng bộ lạc thì mình thường mang lều trại đấy các bạn. Thì thuê tour các bạn hướng dẫn viên là bên ở Ethiopia thì bạn ấy lo cho tất cả ăn uống rồi cắm trại ngủ ở đâu. Nhưng mà về đây thì đúng là cái gì?
gọi là mình đến đây lúc chiều ấy, bộp cái là gặp cái chị, cái cô vừa nãy, cô bảo là có muốn đi vào thăm bộ lạc Himba không để cô ấy dẫn. Thì mình ok liền. Em vào đây thì cũng chưa được chuẩn bị cái gì cho nó kỹ cho lắm. Sau khi mà các chị mà đi kiểu như là chia đồ lại, chia đồ mà kiểu như bán hàng xong này, và chia đồ những cái đồ như dầu ăn hay là bột mì ấy, thì bây giờ là mọi người sẽ đi về nhà. Và đây mình đang đến để nhà của mọi người đây để xem là nhà của mọi người như thế nào đây. Đấy, thì các bạn thấy đây là bột mì này và dầu của chị cầm cho vào đây này. Đấy, đây là bột mì mọi người sẽ nấu nhuyễn như thế này đây các bạn. Đó, đây là bữa tối của mọi người. Marry me, I'm single. This is not your baby. Yeah? It's not your baby. No, it's not my baby. Ah. Sister. Mango. Mm-hmm. They are twins. Oh. Yeah. I don't see the man here where them go to taking cow. They are not a lot, but they went to collect wood and bring the goats and cattle home. It's late. Đấy, muốn lấy mình làm chồng đấy các bạn đây. You speak English good, huh? Good more than me. I speak a little bit. Oh yeah, I go to school. You go to school. Which class you study? No, improving class in grade 11 last year. Now I'm improving. 11. Yeah. Okay. Các bạn thấy là khi mà từ 5 đến 8 tuổi thì các em nhỏ sẽ làm những cái tóc như thế này. Thì sau 8 tuổi thì sẽ buộc hất về đằng sau. Và sau khi mà phụ nữ mà 15 tuổi thì đến tuổi mà trưởng thành thì mọi người sẽ có những cái mái tóc như thế này đây các bạn. Đấy. Mái tóc rất đặc trưng. Người bộ lạc ở đây là không bao giờ tắm nha các bạn nhé. Đấy thì mọi người là cũng chỉ chát những cái lớp đất bùn lên sau và kiểu tắm kêu theo kiểu tắm bằng khói đấy các bạn. Thì mai mình sẽ cho các bạn xem cách mọi người ở đây tắm như thế nào, cách phụ nữ tắm ở đây để bảo vệ cơ thể mùa mùi hương như thế nào. Thì hẹn các bạn vào ngày mai. Thì hiện nay là ở đây, chỗ này là cái chỗ mà gia đình của chị là để đồ cá nhân ở đây đấy các bạn. Nồi niêu xoong chảo này. Đấy. Và đây là chăn để ngủ. Còn bên này là chuồng của gia súc. Chắc là đây là chuồng gà quá. Gà thì mới bay cao lên được. Đấy. Mình thấy một người đàn ông đi về rồi này. Trời, bao nhiêu phụ nữ mà không có một người đàn ông nào ở trong bộ lạc. Hello. 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 Hi. Đây cái bác trưởng bộ lạc đây các bạn. Đi trong đây, nhà cũng khá rộng. Trong là có cái bếp để đun lửa này, đun củi đây để nếu mà trời lạnh này. Và đây là một vài cái quần áo ở đây. Đây, cái này thì để làm cái tấm để trải ra để ngủ ấy. Tấm chăn đấy các bạn. Mình cứ tưởng là có một người đàn ông đi về nhưng mà không phải. Đây là cái bác trưởng bộ lạc ở đây. Trời ơi. Bao nhiêu, giữa bao nhiêu cái người ở đây mà mỗi mình là đàn ông ở đây các bạn ạ. Mình đang lo lắng cho cái tối này của mình như thế nào đây các bạn. Thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tí nữa nha các bạn. Chị ấy, chị đang cọ cái nồi, chị đang rửa cái nồi để nấu ăn đây. Này chú có đeo con đồ này. So him is a chief, right? So how, what is this? I don't understand. What is it? Is it only from chief in the village? No, it is not for the chief in the village. Just a culture for Himba people. That's when is when are you a big man? You can have this necklace for your neck.
Okay. It doesn't mean anything, just traditional. Traditional. Yeah, okay. All of them you can find them like that. For decoration. Yeah. Okay, sausage room, huh? Yeah. Amazing. Cho các bạn xem. Là mấy lần trước là ngủ cắm trại, nhưng mà lần này thì đúng là ngủ trong nhà của người bộ lạc đây luôn. Có trải nghiệm đúng là đáng nhớ trong cuộc đời các bạn. Ở chỗ này thì cái này cũng nhìn vào trong này cũng khá sạch sẽ này các bạn. Quần áo mọi người cũng ngăn nắp này. Cái chăn này cũng xếp gọn gàng này. Cái này bột ngô, bột sắn nó cũng xếp gọn gàng. Không đến nỗi mà bừa bộn cho lắm. Tuyệt vời, xếp tối nay ngủ đây. Trẻ con thì có cái quần khố kiểu này đây các bạn. Okay, cũng có một bạn nữ trong bộ lạc đây cũng ăn mặc khá là sành điệu đúng không? Ở đây thì cái cuộc sống của mọi người, nhu cầu của mọi người nó cũng đơn giản rồi các bạn. Thì không phải nói trêu đâu các bạn, nhưng mà khi mà các bạn đến bộ lạc này rồi thì mọi người về cái vấn đề mà quan hệ vợ chồng với các bạn. Khi mình là một cái vị khách đến đây, mọi người nói làm sao nhỉ? Mọi người có thể sẵn sàng là coi như là coi mình là chồng được luôn đấy. Đấy. Thì các bạn cũng hiểu là cái cũng một nét văn hóa của trong bộ lạc đấy các bạn. Đàn ông đâu hết rồi ta? Chân bò không thèm về luôn. Beautiful sunset ha. Wow. Dê đây là không phải tự động, mà nó chúng nó cũng tự về đấy các bạn. Đây chuồng dê đây. Chân của bạn nữ và những cái người con gái khác ở trong bộ lạc thì trang trí bằng những cái này đây. Đó. Còn cái này nữa. Beautiful, huh? And can see. Cái này là bằng đồng các bạn. Đồng và những cái dây kiểu như bằng cao su ấy. Hai bên. Và ở đây thì bạn gái này cũng có điện thoại, nhưng mà điện thoại chỉ nghe và gọi được thôi. Thì cũng hơn những cái bộ lạc khác ở chỗ đây các bạn ạ. Rồi cả ring nữa, cả nhẫn nữa. And here. Đây, em nhỏ đây có cái dép chế bằng cao su đấy các bạn. Đó, đẹp không? Bữa tối này có bột ngô này, mình thấy đem cả khoai tây ra này, và kia là trà này các bạn. Đây mọi người pha trà kia xong là cho đường vào trong trong này để uống với cùng với trà đấy. Chị có điện thoại thông minh là các em đến xem, chị bật điện thoại xem phim. Ở đây dù mọi người sống kiểu là rất gần những cái thành thị trấn lớn ấy, nhưng mà các bạn thấy đến đây là mọi người vẫn giữ được những cái nét truyền thống trong bộ lạc đấy các bạn. Chứ tất nhiên là khi mà mình đã quy chiếu cái cuộc sống của mình ở Việt Nam chẳng hạn, phải ăn thế này mới ngon, phải ngủ thế kia mới sướng, thì đến đây thì nói chung là mọi sự so sánh đều khập khiễng các bạn ạ. Nhưng mà quan trọng nhất là mọi người vẫn thấy bình yên và vui với cuộc sống của mọi người ở đây là ok thôi. Sim. Cái là gì? Chị này chị mang mua cả sim, thẻ sim đi về để bán ở trong làng này đó, các bạn thấy này. Đấy.
ai. À, cái vòng chân này các bạn ạ, không phải là tháo ra là được đâu. Thì ở đây là khi một người phụ nữ mà khi 18 tuổi là mọi người sẽ đeo cái vòng chân này vào. Và trừ khi là mọi người sẽ muốn thay cái vòng mới thì mọi người mới cắt nó ra thôi. Còn lại là dường như là không thể. Chỗ này có cả một cái lọ thịt hộp ở đây các bạn. Thì ở đây cũng cần cái chỗ thị trấn tầm 30 cây các bạn. Thì thi thoảng mọi người cũng đi chợ, đi ra siêu thị như tập đầu của đoạn clip thì các bạn cũng thấy rồi đấy. Thịt bò này thì nấu với cho ít dầu vào với cả cho dầu vào với tỏi hành trước đấy các bạn. Rồi cho thịt bò vào đây để chiên. Khá là ngon đấy các bạn. Mình sẽ thử uống trà của mọi người nấu ở đây này. Ngon đấy các bạn. Trà nóng. Ban ngày thì nóng đấy các bạn. Ở ban đêm trời thời tiết chỉ còn 19 độ thôi, rất mát và dễ chịu. Đây bữa tối đến rồi các bạn ơi. Thì trong này có đây cái bột sắn với cả khoai tây mọi người nấu kiểu nhuyễn ra mọi người thành sốt này các bạn, rất ngon luôn. Nhìn hấp dẫn đấy, giờ mình sẽ thử nhá. Để ăn cùng bữa cơm cùng người bộ lạc ở đây và trước mặt mình đây là ánh trăng các bạn ạ. Thì đây, rất tuyệt vời. Good. Ngon các bạn ạ. Tất cả mọi thứ đều mới, ngon. Mọi người cứ nghĩ bảo là đi vào trong bộ lạc kiểu như mọi người vệ sinh thế này thế kia, nhưng mà thực ra là mình đến đây về một cái tấm lòng mở, các bạn mình không để ý về những cái nó như vậy đâu. Nên là cái cảm giác của mình thứ nhất là đến đây là bình yên này, thứ hai là đồ ăn mọi người cũng vừa mới nấu xong, thì nói chung là mình cảm tưởng ăn khá là ngon các bạn ạ. Ngon. Thôi có gì hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Giờ mình ăn đã xong là mình đi nghỉ. Rồi ngày mai tìm được cái gì hay mình sẽ kể cho các bạn cùng coi. Tạm biệt. Bữa sáng đây thì hôm qua mình cũng mua luôn cả những cái kiểu như là cái mì này. Thì giờ cầm ra để đây ra bên ngoài xong là mọi người ăn cùng với nhau luôn. Ăn mì này và uống trà, mì ống các bạn ạ. Mì với cả thịt đấy các bạn. Trà nữa. Ê, mời tất cả các bạn cùng uống trà này. Đó, trà giống tối qua này. Để, các bạn thấy có thể chiều qua mà khi mà khách du lịch đến thì mọi người có tập trung hết vào đây này. Đấy, nhưng mà thực ra chỉ có khách du lịch thì người ta mới cầm, tầm buổi chiều người ta mới cầm những cái đồ hàng ra người ta bán như vậy thôi. Và để kiểu như khách du lịch đến tham quan thì cũng có thêm chút kinh phí cho những người ở đây này. Nhưng mà giờ buổi sáng hay là qua cái buổi chiều khách du lịch đi cái là thì đây không khí nó vẫn yên tĩnh và nó cũng ít người như thế này đấy các bạn. Nhìn có vẻ rau dại ấy, nhưng mà thực ra là có một cái vườn mọi người trồng rau ở đây. Chuồng khác này, chỗ này đa số là dây con và bên này nữa là một chuồng khác của một gia đình khác. Dê ở đây cũng có cám mà ăn nha các bạn nhé. Dê ở đây sướng hơn những cái bộ lạc khác rồi. It's only to make them nice like you. When you wake up in the morning, you wash. Yes. But then they wake up in the morning, they make perfume and their smell okra. Mix with the carpet. Ok. Bây giờ đây là có một chị này, chị đang chuẩn bị dùng những cái đồ truyền thống như thế này để chị
bôi lên người thay cho tắm này các bạn. Ok. To make powder. Yes. Crush okra. Yeah. Okra is the stone, then they are crushed to make powder. Mm. Chị sẽ nghiền nhỏ những cái viên đá kia ra thành những cái bột này. Đấy. Đây là cách mà người phụ nữ trong bộ lạc đây để có thể vệ sinh người và tóc rồi làm sạch cơ thể đấy các bạn. Thì những người phụ nữ bình thường ở thế giới khác thì gọi là nơi gọi là theo mình nói là văn minh đúng không? Thì người ta sẽ tắm rửa đấy. Nhưng mà ở đây thì không có đâu. Đấy, cách tắm rửa của mọi người ở đây đây. That's cow fat. Cow fat, ok. Mỡ bò các bạn ạ. Mỡ bò người ta quẹt cùng với cả cái bột này. So it also from put in body and head, right? Yes. Yeah. Oh, đây các bạn thấy là chị bôi lên tóc như thế này đây. Em mà quăng luôn cô. Đấy thì các bạn đấy là cách tắm này, cách vệ sinh gọi là cơ thể này. Và bây giờ là đến mà cách mọi người là có thể là khử mùi cơ thể. Đây thì các bạn thấy là đây những cái cây này, vừa chị nói cái cây gì mình không biết bằng tiếng Anh, nhưng mà nó là tạo ra một cái mùi hương. Thì mọi người có xông khói lên để khử mùi cơ thể, là làm cho người thơm tho hơn. Đấy, thì các bạn đợi một lát thì bạn này bạn đang làm đây. Đấy, bạn ấy đang cho những cái cành cây cuối cùng để cho nó dùng, cho nó đỡ phí đấy các bạn. Rồi, tạo cái khói lên. Ối mùa. Khói lên sống người. Đấy, khói lên nách, lên người, mọi vị trí. Và đây là cái bộ quần áo mà để đám cưới ở trong bộ lạc của người phụ nữ. Thì bạn này bạn đang muốn mặc lên để cho mình thử coi xem là quần áo của phụ nữ mà khi mà cưới ở trong bộ lạc thì sẽ như thế nào. Đó. Đây cho các bạn nhìn toàn cảnh là cái quần áo mà đám cưới của người phụ nữ trong bộ lạc này. Thì đằng sau đây có những kiểu như cái dây mà dây mình thấy là kiểu như dây bằng gọi là gì nhỉ, bằng cao su ấy, thì mọi người cắt ra, nhưng mà mọi người cũng chế bôi cái màu lên như kiểu như màu da này và tóc này, và đây trang trí bằng những cái kiểu như là cái sò nữa này, đằng dưới này là da dê nữa này. Đấy, thì đặc biệt cái này là mình thấy là bộ quần này là cũng giống nhiều bộ lạc ở Ethiopia mình đi để tới, là mình cũng thấy cái này xịt. Đấy, đằng trước đây thì đây là cái mũ mà để chụp lên đám cưới đây. Đó. Đấy, thì các bạn biết, nhìn đây thì biết quần áo của đám cưới người bộ lạc như thế nào rồi nhá. Đến đây thì buổi sáng là chị có lại trưng bày hàng ra để đợi khách du lịch đến bán đó các bạn. Thì là mình mua ủng hộ chị mấy cái vòng này này. Đó. Tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi những trải nghiệm của mình ở bộ lạc Himba này nhá. Thì hẹn các bạn là tập sau cùng đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình ở Angola. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.